Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào một cái kèo airdrop listing mới đến từ sàn giao dịch Bybit. Dự án ngày hôm nay của chúng ta đó là dự án Clipper và chúng ta sẽ nhận được cái đồng token SAIL. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái pool thưởng là 2.350.000 ở cái đồng token SAIL này. Ok, thì đầu tiên là một số các cái thông tin về cái thời gian cho anh em. Thì thời gian diễn ra sự kiện này là từ 17 giờ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8. Và cái thời gian, một số các cái thời gian mà anh em cần phải để ý đó là thời gian mở nạp tiền. Tức là anh em có thể nạp cái đồng SAIL này vào sàn Bybit là cũng là 17 giờ ngày hôm nay. Tức là cùng với cái thời gian bắt đầu sự kiện. Thời gian cái đồng SAIL này được list lên Bybit là 1 giờ chiều UTC, tức là khoảng 20 giờ theo giờ Việt Nam ngày mai, ngày 22 tháng 8. Và cái mục thứ ba là cái mục mở rút tiền thì sẽ sau một ngày là 17 giờ ngày 23 thì sẽ mở rút. Đấy, thì kèo này thì anh em chú ý là chúng ta cần phải đúng giờ để các bạn có thể tham gia. Hiện tại thì theo như thông tin mình tìm hiểu cũng như là research mình đã có hỏi ở trong một số các cái trang mạng của dự án cũng như là tìm hiểu qua cái white paper ấy. Thì hiện tại thì cái phần mà nạp tiền lên ấy, nạp cái đồng SAIL này thì hiện tại ở ngoài thị trường chỉ có những cái người trúng airdrop thì mới có cái đồng SAIL để có thể nạp lên ở trên Bybit ở trong cái thời điểm này. Nên là kèo này thì rất nhiều khả năng là chúng ta vẫn còn nhiều slot để cho anh em chúng ta có thể làm sau khi mà cái đồng token listing. Nên là anh em chú ý, chúng ta tham gia, chúng ta nên tham gia và canh đúng cái giờ listing để vào anh em thực hiện nhé. Thì chi tiết như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng anh em chúng ta đi hướng dẫn và mình cũng sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Đấy. Rồi, sự kiện với cái kèo này thì nó sẽ chia ra làm hai mục sự kiện. Đấy, đầu tiên là sự kiện 1. Sự kiện 1 sẽ là sự kiện mà anh em sẽ nạp tiền vào, chúng ta mua và chúng ta sẽ trade cái đồng SAIL. Và chúng ta sẽ được chia sẻ cái pool thưởng là 1.250.000 cái đồng token SAIL. Và thời gian sự kiện này thì sẽ bắt đầu từ 17 giờ ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 cho đến 12 giờ ngày mùng 5 tháng 9. Đấy, và ở đây thì nó sẽ chia trong cái sự kiện 1 này, nó sẽ chia làm hai mục sự kiện nhỏ. Sự kiện 1.1 là sự kiện dành cho người dùng mới, đó là 1 triệu token. Thì với cái sự kiện này thì các bạn trong thời gian diễn ra sự kiện, anh em chỉ cần là đăng ký cái tài khoản Bybit và hoàn tất xác minh KYC level 1. Sau đó thì các bạn sẽ tích lũy cái khối lượng gửi cái đồng SAIL với cái giá trị ít nhất là 100 đô hoặc là nạp vào 100 đô. Và sau đó thì anh em sẽ mua bất kỳ cái số lượng SAIL thông qua cái giao dịch đầu tiên bằng cái tài khoản Bybit của các bạn. Đấy, thì 2.000 người đầu tiên hoàn thành cả hai bước này thì sẽ nhận được mỗi người là 500 cái đồng SAIL. Hiện tại giá của đồng SAIL này thì mình cũng chưa biết là bao nhiêu bởi vì nó chưa được list lên bất cứ sàn giao dịch nào. Và hiện tại cái lượng token như lúc nãy mình nói là nó chỉ đang nằm ở trong tay những cái người mà trúng airdrop thôi. Đấy, và airdrop thì được claim hay chưa thì mình cũng chưa rõ. Nhưng mà cái tỷ lệ mà token ở trong tay những cái người trúng airdrop ấy thì thực ra là rất ít người có thể tham gia được cái sự kiện này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ yêu cầu này, các bạn nhớ là tích lũy khối lượng gửi này. Thì chỉ có những người trúng airdrop thì họ mới làm được cái mục này thôi. Còn anh em chúng ta thì sẽ làm cái mục thứ hai, đó là đến cái thời gian diễn ra sự kiện thì các bạn sẽ nạp vào là 100 đô và sau đó chúng ta sẽ mua cái đồng SAIL với qua cái giao dịch đầu tiên với cái volume bất kỳ, các bạn có thể mua 5, mua 10 đô gì cũng được. Đấy, và một cái mẹo dành cho anh em, những anh em người mới nhé, những cái tài khoản mới này, thì trong cái thời gian diễn ra sự kiện thì nó đã bắt đầu ngày hôm nay rồi, thì ngay bây giờ các bạn có thể vào đăng ký cũng như là hoàn tất xác minh tài khoản trước và anh em nạp vào sẵn cho mình ở trong ví là 100 đô. Đấy, sau đó thì đến cái giờ listing là ngày là 20 giờ ngày 22 tháng 8 ấy, thì bắt đầu anh em sẽ vào và chúng ta sẽ trade. Thì anh em lưu ý là cái khung thời gian này thì các bạn vào trade thật sớm này thì cái tỷ lệ win của chúng ta nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, và bước tiếp theo đó là cái mục sự kiện thứ hai, đó là phần thưởng dành cho những cái người dùng hiện tại, tức là những cái người mà đã có tài khoản Bybit trước ngày 21 tháng 8 rồi. Thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng cũng làm tương tự như cái nhiệm vụ 1, nhưng mà anh em sẽ nhận được cái phần thưởng ít hơn một nửa, đó là 250 cái đồng token SAIL. Đấy, nhiệm vụ thì nó cũng tương tự nha các bạn. À, và có một cái điểm khác, ở đây không phải nó tương tự nhưng mà có một cái điểm khác, đó là đối với người mới ấy, thì
anh em mua bất kỳ số lượng size thì đều được, tức là anh em mua 5 đô, 10 đô thì đều được tính. Còn đối với người dùng cũ thì các bạn phải mua ít nhất giá trị là 100 USDT. Đấy, tức là cái giao dịch của chúng ta là lệnh 100 đô thì anh em mới đủ điều kiện nha. Đấy, thì các bạn lưu ý. Và mua xong thì chúng ta có thể bán luôn nhé. Còn các bạn không cần hold ở trong những cái kèo như thế này. Chúng ta mua xong các bạn bán luôn. Đấy, tránh để lâu nó lỗ. Rồi, thì các bạn có thể bán luôn nha. Rồi, thì đó là sự kiện 1. Còn đối với sự kiện 2 thì sao? Chúng ta sẽ giao dịch và chia sẻ cái tổng giải thưởng là 1.100.000 token SAI. Thì sự kiện này thì tất cả người dùng mới, cả người dùng cũ thì các bạn đều có thể tham gia được. Và chúng ta sẽ giao dịch spot, tức là chúng ta mua đi bán lại ấy, với cái volume là 200 đô. Đấy, mua đi bán lại cái đồng SAI này với cái volume là 200 đô thì chúng ta sẽ được chia thưởng ở trong cái pool này. Và nó sẽ chia theo cái tỷ lệ nhé. Ví dụ như các bạn trading càng nhiều thì chúng ta sẽ được nhận cái phần thưởng càng lớn. Đấy. Và cái thời gian diễn ra sự kiện này thì là từ 20 giờ ngày 22 tháng 8, tức là trùng với cái giờ listing. Đấy, còn đối với những anh em là xem được cái video này sớm ấy thì các bạn có thể là làm cái sự kiện một trước nha. Đặc biệt là dành cho những cái bạn người mới ấy thì anh em vào chúng ta làm cái sự kiện một trước. Đó. Anh em vào chúng ta đăng ký xác minh cũng như là đép vào nạp vào 100 đô trước. Rồi thì đây là một số thông tin của cái dự án này nhá. Giá thì hiện tại mình cũng chưa biết là bao nhiêu. Đấy, nói chung là những kèo này thì thông thường chúng ta sẽ có thể kiếm được khoảng 30 cho tới 50 đô trên một kèo. Đấy, nói chung là cũng tùy kèo anh em nhé. Rồi, và ở đây thì sẽ có một số các cái lưu ý dành cho các bạn này. Đối với sự kiện 1 ấy, thì chỉ những cái tài khoản gửi tiền và giao dịch được thực hiện trong thời gian diễn ra sự kiện thì mới được là xem xét nha. Đấy, còn những cái bạn mà hoàn thành KYC trước đó hoặc là hoàn thành KYC sau ấy thì các bạn sẽ không đủ điều kiện. Rồi, người dùng vẫn đủ điều kiện ngay cả khi họ rút, tức là các bạn có thể là mua đi, các bạn bán lại được, không cần hold. Tiền được gửi vào tài khoản phụ thì sẽ không được tính này. Số lượng USDT của khối lượng SAI sẽ được tính dựa trên cái giá đóng cửa trên cặp giao dịch SAI trên USDT của Bybit. Đấy. Và những người đủ điều kiện nhận thưởng ấy thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 30 ngày thì nó sẽ trả vào cái phần trung tâm phần thưởng, và anh em vào cái phần trung tâm phần thưởng và cứ lên về cái, hoặc là nó sẽ trả vào luôn ở trong cái ví spot thì các bạn vào trong đó các bạn check. Rồi ở đây đối với sự kiện 2 này thì nó cũng có một số các cái lưu ý tương tự như là sự kiện 1 nha. Đấy, gần như là hai mục lưu ý đều giống nhau. Đấy, và người dùng phải hoàn thành xác minh KYC level 1 trước khi kết thúc sự kiện để có thể đủ điều kiện nhận thưởng. Rồi thì đấy là về tổng quan về kèo này. Kèo này thì mình đã nói với anh em rồi nhé, đó là cái sự kiện 1 này khả năng cao là rất rất ít slot hiện tại đã hoàn thành. Nên là đối với những cái người dùng mới ấy, các bạn đăng ký mới ấy, thì các bạn có thể là canh cái thời gian listing để anh em vào làm ở cái mục là gửi 100 và mua bất kỳ số lượng cái đồng SAI để chúng ta nhận thưởng nhé. Còn hiện tại thì mình check ở trong Discord các thứ ấy, thì anh em airdrop hình như là cũng chưa được claim cơ. Đấy. Rồi nha, rồi và mình sẽ cập nhật cho anh em một số thông tin nữa về một số kèo đã trả ở trên Bybit những cái sự kiện listing tương tự như là kèo PP2. Kèo này thì nó là cùi nhất nha. Kèo này thì do cái đồng Memecoin nên là nó cũng tụt khá là ác. Đấy, còn cái kèo phone thì mỗi ạc mới, người mới thì được 50 đô, mỗi ạc người cũ thì như được 30 đô. Đấy, còn ngoài ra cũng có một số kèo nữa nó đã trả về rồi thì thỉnh thoảng anh em nhớ vào làm thì chúng ta nhớ vào check ở trong cái phần trung tâm phần thưởng ở bên Bybit nha, để chúng ta có thể là nhận được cái phần thưởng, chúng ta claim kịp thời và xả để được cái mức giá cao. Ok, và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.